Clickbuy đồng hành cùng video này, đặt trước iPhone 13 chính hãng nhận quà cực sốc, tổng ưu đãi lên tới 12 triệu đồng, tặng gói bảo hành kim cương tới 3 triệu đồng, hỗ trợ thu cũ đổi mới, giảm giá lên đời sản phẩm cực sốc, truy cập ngay clickbuy.com.vn để nhận tư vấn miễn phí. Xin chào anh em đã quay trở lại và vẫn xe như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, CEO Apple bất ngờ khuyên người dùng bỏ iPhone sang Android từ trước đến nay, iOS được coi là một hệ điều hành đóng vì Apple kiểm soát rất chặt những gì người dùng có thể thay đổi trên hệ điều hành này. Ngược lại thì Android đã nổi tiếng bởi tính mở của nó và đây là một trong những điểm quan trọng ảnh hưởng đến đối tượng khách hàng của cả hai. CEO Apple Tim Cook rõ ràng là biết rõ điều này và trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Times, ông đã nói rằng những ai muốn tự do cài đặt ứng dụng từ file hoặc từ cửa hàng của bên thứ ba thì hãy cho Android, hệ điều hành của Apple không dành cho họ cúc cho biết tôi nghĩ rằng ngày nay mọi người đã có sẵn sự lựa chọn nếu bạn muốn sai loát bạn có thể mua một chiếc điện thoại android nếu điều đó quan trọng với bạn thì bạn nên mua một chiếc điện thoại android theo quan điểm của chúng tôi điều này giống như việc một nhà sản xuất ô tô nói với khách hàng là không nên đặt túi khí và dây an toàn trong xe khách hàng ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm như vậy trong thời đại ngày nay quá mạo hiểm và vì vậy một chiếc điện thoại sẽ không phải là iphone nếu không tối đa hóa tính bảo mật và quyền riêng tư sai loát việc tải và cài ứng dụng trực tiếp vào điện thoại mà không qua cửa hàng đã là điều mà người dùng android làm từ lâu nhưng apple không hề muốn xảy ra trên iphone phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật phần mềm của apple quark federini nói rằng là sai loát không khác gì là người bạn tốt nhất của tội phạm mạng cho rằng việc cho khách hàng tự do cài ứng dụng từ bất kỳ nơi nào trên mạng là cực kỳ nguy hiểm như vậy việc giả vờ giận dỗi khuyên người dùng chọn android thay vì iphone thực chất là một chiêu đá xoáy rất đau của apple Hướng vào hệ điều hành Google mà thôi. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Galaxy S22 trang bị công nghệ RAM mới có thể lên tới 64GB. Samsung đang chuẩn bị ra mắt bộ vi xử lý Exynos 2200 hoàn toàn mới được tích hợp GPU mạnh mẽ của AMD và hỗ trợ công nghệ ray tracing. Bộ vi xử lý này hứa hẹn sẽ được trang bị cho dòng smartphone Galaxy S22 sắp tới. Bên cạnh đó thì S22 sẽ còn được trang bị bộ nhớ RAM DDR5X đầu tiên trong ngành công nghiệp smartphone. Hôm nay thì Samsung đã chính thức cho ra mắt bộ nhớ RAM LPDDR5X. Theo Samsung thì bộ nhớ RAM thế hệ mới này sẽ mang đến tốc độ, dung lượng và khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội cho các thiết bị ở di động trong tương lai. LPDDR5X nhanh hơn tới 30% và tiết kiệm điện năng hơn 20% so với LPDDR5 hiện tại. Vì các module mới được sản xuất trên tiến trình 14 nanomet, các con chip LPDDR5X 16 g có thể được xếp chồng lên nhau để tạo thành một module có dung lượng lên tới 64GB bộ nhớ RAM LPDDR5X sẽ được Samsung trang bị cho Galaxy S22 series, tuy nhiên chưa rõ Samsung sẽ sử dụng module có dung lượng bao nhiêu ghi. Với việc trang bị bộ vi xử lý và bộ nhớ RAM thế hệ mới thì Galaxy S22 hứa hẹn sẽ trở thành một con quái vật về hiệu suất cũng như là thời lượng sử dụng pin. Dĩ nhiên, việc trang bị một dung lượng RAM lên đến 64GB trên điện thoại chắc chắn không hề phù hợp vào lúc này, mà sẽ là câu chuyện của 5 năm nữa. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, Google bị phạt hơn 60.000 tỷ. Tòa án cấp cao của Liên minh châu Âu EU mới đây đã không thay đổi phán quyết năm 2017, trong đó phạt Google 2,4 tỷ euro, tức là khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ hay là hơn 60.000 tỷ Việt Nam đồng vì độc quyền. Khoản tiền phạt 2,8 tỷ đô la Mỹ được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu EC cho rằng Google đã sử dụng kết quả tìm kiếm để cố tình dẫn dắt người dùng đến nền tảng mua sắm Google Shopping. Đây là mức phạt cao nhất từ trước đến nay của EU dành cho một công ty công nghệ. Khi bị tuyên án thì Google và công ty mẹ Alphabet kháng cáo ngay sau đó nhưng bị bác bỏ hôm 10 tháng 11. Hiện hãng tìm kiếm Mỹ vẫn còn à quyền nộp đơn một lần nữa lên tòa án cao nhất của EU là tòa án công lý châu Âu ECJ. Trong phán quyết hôm 10 tháng 11, thẩm phán khẳng định đã tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy hành vi của Google gây hại. Hãng công nghệ Mỹ vi phạm luật chống độc quyền bằng cách ưu tiên dịch vụ so sánh mua sắm của riêng mình trên kết quả tìm kiếm và hiển thị ở vị trí thuận lợi đồng thời loại bỏ kết quả từ các dịch vụ cạnh tranh bằng thuật toán xếp hạng. Theo giới quan sát, thì việc bác bỏ kháng cáo của Google là kết quả rất quan trọng vì sẽ củng cố những lập luận về chống độc quyền mà EU đang áp dụng để ngăn chặn các hãng công nghệ Mỹ. Google cũng đang đối mặt với hai vụ kiện độc quyền khác liên quan đến nền tảng di động Android và dịch vụ quảng cáo Adsense. Thomas Vinzi, cố vấn pháp luật của Fair Search nhận định án phạt sẽ mang lại cho EC lượng đinh vít cần thiết để siết Google trong các lĩnh vực mà công ty đang chiếm thế độc quyền như tìm kiếm quảng cáo trực tuyến cửa hàng ứng dụng và video trực tuyến chiến thắng này mới chỉ là bước đầu Vinzi nói với The Verge dù vậy thì một số chuyên gia khác đánh giá việc Google thua kiện càng thể hiện rõ hơn sự hạn chế của EU trong việc kiểm soát và giải quyết vấn đề về chống độc quyền trong thế giới công nghệ thực tế thì sau phán quyết năm 2017 Alphabet đưa ra nhiều giải pháp ưu tiên cho bên thứ ba trong kết quả tìm kiếm dù vậy thì hầu hết những công ty này thừa nhận chỉ thu thêm một phần doanh thu mới, không giải quyết lợi thế cơ bản của Google. Những người ủng hộ chống độc quyền ở EU đang chuyển trọng tâm sang việc kiểm soát các công ty công nghệ lớn của Mỹ. Các nhà lập pháp của khối đã đề xuất đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA lên EC từ tháng 12 năm 2020, trong đó buộc các nền tảng công nghệ phải nhượng bộ cho đối thủ nhỏ hơn. Dù vậy, giới quan sát cho rằng ngay cả khi DMA được các nhà lập pháp của EU chấp thuận. Việc áp dụng sẽ không sớm hơn năm 2023. Và vậy thôi, trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.